Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh bột lọc, không nhồi bột, không nặn bột, làm rất nhanh, bánh để qua ngày không cứng, công thức đơn giản. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Mình đi pha bột 250ml nước nguội, 250ml nước sôi 100 độ. Mình đổ thẳng trong bột luôn. 1/4 muỗng cà phê muối. Và mình khuấy lên. Bột dễ khuấy lắm. Mình cho nửa nóng, nửa lạnh, dễ rất là dễ khuấy. Bây giờ mình để bột qua một bên. Mình đi xắt hành lá và băm tỏi ớt. Tỏi thì mình có 20g. Mình có 150g tôm đã lột sẵn và 150g thịt ba rọi mình đã bỏ da. Thịt mình cắt những miếng vừa ăn. Và mình làm thịt ba rọi nó ngon. Nó có nạc, có mỡ. Tôm thì mình chỉa đôi ra, mình sắt ra. Mình mua tôm tươi á, xong rồi mình về mình bỏ trong ngăn đông tủ lạnh để cho nó dễ làm. Và đây là cái gân của nó này, chứ không phải là chỉ lưng. Cái gân ở bụng. Tôm mình cắt rồi. Mình đi ướp tôm thịt 1/2 muỗng cà phê đường. Bên thịt cũng giống bên tôm. Hạt nêm 1/4. Muối 1/8, bột ngọt 1/8, tiêu cũng 1/8, nước mắm 1/4 muỗng cà phê, pha nước mắm 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm. Nước nóng là 10 muỗng canh và nước nóng thì gấp 5 lần nước mắm. Mình cho một xíu bột ngọt cho nó dịu. Nếu ai không thích ăn bột ngọt thì mình khỏi cho. Mình khuấy cho tan đường. Khi nào mình ăn thì mình cho tỏi ớt. Mình cho dầu màu điều vô để mình xào tôm thịt. Mình cho đầu hành vô. Và một ít tỏi băm. Hành tỏi thơm mình cho thịt vô mình xào trước. Khoảng 3 phút mình cho tôm vô mình xào. Tôm thì nó nhanh chín lắm. Mình để lửa lớn để cho nó cạn hết nước. Sau khoảng 2 phút là tôm mình chín rồi, mình tắt bếp. Khoảng 1/3 chén dầu. Nóng mình thử cộng hành nè, như vậy là được rồi. Mình chế dầu vào trong cái tô hành. Mình cho vào 1/8 muỗng cà phê đường. Khi nào ăn nó ngọt ngọt rất là ngon. Mình đi gạn bột ra, mình gạn nước trong ra. Lát nữa mình gạn bao nhiêu thì mình bù vô bấy nhiêu. Mình gạn ra 250ml, giờ mình bù vô 250ml. Mình cho vô 2 muỗng canh dầu phi hành để cho nó thơm. Bột bây giờ nó lắng dữ lắm rồi cả nhà. Đó mình cũng hơn nửa giờ rồi đó. Mình khuấy từ từ cho nó lên.
theo mình đi thoa dầu này, mình thoa ít thôi, không cần thoa nhiều đâu. Cho tôm thịt vô luôn. Nước sôi mình hấp bánh và mình không cần chờ chén nóng đâu. Mình đi bao tay vô cho nó khỏi nóng. Và trước khi đổ bột mình phải khuấy đều lên. Khi nào mình thấy bánh trong là bánh chín. Sau 3 phút bánh chín mình lấy ra. Mình đổ tiếp cái lớp khác này. Lấy ra khoảng 2 phút là mình lấy được rồi. Đó. Rất là dễ cả nhà. Nguội ra mình lấy ra dễ lắm. Đó. Đây là bánh bột lọc của mình nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình cho tỏi và nước mắm nè. Mình cho ớt và ớt, ớt không cay. Mình nặn vào một chút chanh. Bánh bột lọc nó không có hợp với chanh. Mình cho nước mắm vô. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Bánh mềm dai ngon lắm cả nhà ơi. Và nước mắm thì rất là vừa ăn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.